Có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là khi mà thiết kế shop hoa thì mình nên làm cái phòng lạnh cho hoa hay là mình dùng cái tủ mát, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ theo kinh nghiệm của mình nha mọi người. Với mình ha, thì cái khu trưng bày hoa này nè, nó diện tích khoảng 28m, ngang 4 dài 7, thì mình dùng một cái máy lạnh 3 lượt để nhiệt độ khoảng 21 độ để cái không gian này nó mát. Và những cái hoa này là những cái hoa mà bên mình sẽ lấy ra lấy vô thường xuyên để làm đơn hàng, hầu như là ngày nào gần hết ngày đó. Nên với những cái loại hoa mà mình bán đi trong này thì bên mình á, mỗi ngày ha là mình ngâm vào cái nước dưỡng hoa là hoa nó đã khỏe, nó đã cứng lại rồi. Riêng cái tủ này, đây là cái tủ mát, thì cái loại này á, là bên nhà cung cấp á, họ khuyến khích mình để ở nhiệt độ 11 đến 13 độ C. Và cái tủ này nó giống như ngăn mát của tủ lạnh vậy đó. Tức là mỗi khi mà mọi người mua rau ở chợ vẫn đang còn héo, mọi người lặt xong vệ sinh, mọi người cho vào tủ mát thì cái rau nó sẽ tươi trở lại, ăn nó giòn hơn, nó ngon hơn. Thì hoa y chang vậy đó. Bên mình á, dùng cái tủ này á, là để những cái hoa nhập khẩu. Tại vì hoa nhập khẩu họ vận chuyển một cái đoạn đường rất là xa, khi mà về tới đây là thường hoa nó sẽ bị mót nè, hoa nó sẽ bị héo nè. Thì bên mình sẽ đưa vào trong cái tủ mát này, mình có dùng cái nước dưỡng hoa để cho hoa nó cứng, nó khỏe trở lại. Thì khi mà mình cắm hoa cho khách nó sẽ an toàn hơn. Và có một cái thông tin nữa, các bạn biết không, để làm một cái phòng lạnh đó nha, chi phí cực kỳ cao. Tại vì sao? Thứ nhất là cái máy lạnh của mình phải thiệt là tốt, tại nhiệt độ mình để liên tục trong vòng có 11, 13 độ thì nhiệt độ cực kỳ thấp. Cái thứ hai là các bạn biết mình phải làm những cái vách bằng kính, thì khi mình trưng hoa nó mới đẹp. Vách bằng kính là ít nhất là 3 đến 4 vách, thêm cửa đồ nữa, cái chi phí cực kỳ cao luôn. Đó là cái lý do mà trước đây mình cũng định làm phòng lạnh giống như ở bên nước ngoài á, nhưng chi phí quá cao, sau đó là mình mới chuyển qua cái phương án là dùng cái tủ mát mọi người nha.